Kính chào cộng đoàn, hôm nay là Chủ nhật 17 thường niên năm C. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Người còn nói với các ông: Ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: Bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: Xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha anh trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhà bác học và triết học vĩ đại Pascal đã nói: Con người chỉ thực sự vĩ đại khi họ cầu nguyện. Đang khi đó, đối với nhiều người thời nay, cầu nguyện là một việc làm khá xa lạ đến kỳ lạ. Người ta thường lý luận rằng, thời buổi hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến, bất cứ cái gì con người cần đều có thể được đáp ứng, miễn là có tiền. Vì vậy cần gì phải cầu nguyện? Nói khác đi, họ cho rằng cầu nguyện là việc làm của những người thiếu hiểu biết hoặc mê tín dị đoan, tin vơ thở quấy, vân vân. Liệu những lập luận đó đúng không? Là những người Công giáo, người Kitô hữu vẫn thường xuyên cầu nguyện. Chúng ta trả lời họ như thế nào? Chắc chắn việc cầu nguyện phải có một giá trị nào nhất định, vì từ xa xưa đến nay con người vẫn cầu nguyện. Có một giai thoại kể rằng, trên chuyến xe lửa đi Paris, một sinh viên trẻ ngồi cạnh một cụ già. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già rút trong túi ra một cỗ tràng hạt và bắt đầu đọc kinh. Người sinh viên quan sát cụ già với vẻ khó chịu. Đến lúc không thể chịu nổi, anh ta lên tiếng: Thưa cụ, thời đại này mà cụ vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế sao? Cụ già thản nhiên trả lời: Tôi vẫn tin, còn cậu, cậu không tin sao? Người thanh niên trả lời: Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được, bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Cụ cứ tin tôi đi, và hãy học hỏi những khám phá mới nhất của khoa học, rồi cụ sẽ thấy rằng những gì cụ tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết. Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên: Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học, liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không? Người thanh niên trả lời: Cụ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi sách vở đến cho, rồi cụ sẽ biết thôi.
cụ già rút trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho chàng sinh viên. Lướt nhìn tấm danh thiếp, chàng sinh viên xấu hổ tái mặt rồi lặng lẽ rời sang toa khác. Trên tấm danh thiếp ấy ghi rằng: Louis Pasteur, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta biết rằng người Do Thái có truyền thống cầu nguyện lớn tiếng, chẳng hạn qua các thánh vịnh, thánh ca. Ngay cả khi không cầu nguyện bằng các kinh mẫu, họ cũng cầu nguyện lớn tiếng, chứ ít khi cầu nguyện âm thầm. Và chắc chắn các môn đệ đã nhiều lần chứng kiến Đức Giêsu cầu nguyện lớn tiếng trong đền thờ hay tại một nơi nào đó như được sách thánh ghi lại. Tuy có khác với trình thuật của thánh Matthew, kinh lạy cha trong sách Tin Mừng theo thánh Luca ngắn hơn, tuy vẫn bao gồm một lời cầu khẩn, hai lời nguyện ước và ba lời cầu xin. Vì vậy, đây cũng là dịp để Đức Giêsu dạy cho các môn đệ một mẫu cầu nguyện riêng, bao gồm đầy đủ các chiều kích, các vấn đề của đời sống con người. Ba lời cầu xin này dù ngắn gọn, nhưng sách Tin Mừng thuật lại vẫn diễn tả được bầu khí của cộng đoàn các môn đệ. Đức Giêsu dạy các ông không cầu xin cho cá nhân mình, nhưng xin cho cả cộng đoàn. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lời cầu xin thứ nhất hướng về những nhu cầu căn bản hàng ngày là cơm bánh. Lời cầu xin thứ hai nhắm đến việc sống tương quan bác ái giữa các môn đệ. Sự tha thứ tội lỗi của con người với nhau phát xuất từ chính ơn tha thứ nhưng không của Thiên Chúa. Và lời cầu xin thứ ba liên hệ đến sự trợ giúp trong đời sống thiêng liêng, nhất là những khi gặp thử thách cám dỗ. Sau khi đã dạy các môn đệ cách thức cầu nguyện, Đức Giêsu kể tiếp câu chuyện dụ ngôn người bạn bị quấy rầy, nhằm giúp các môn đệ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và việc cần phải kiên trì trong lời cầu nguyện. Có nhiều người cho rằng lời cầu nguyện của Kitô giáo, cụ thể là lời kinh lạy cha, mang tính thực dụng. Ngoài một vài lời ca ngợi, còn lại chỉ là cầu xin. Và điều cầu xin hèn hạ nhất là xin cho mình có được lương thực hàng ngày. Bởi vì nếu Thiên Chúa biết con người cần điều gì thì không cần chúng ta phải cầu xin, Ngài sẽ ban cho. Tuy nhiên, dù như Đức Giêsu đã nói, Thiên Chúa biết rõ nhu cầu của con cái Ngài là gì, nhưng việc con người lên tiếng kêu cầu là để chứng tỏ lòng yêu mến, tin tưởng, tùy phụ vào Thiên Chúa là Cha nhân lành vô cùng. Hơn nữa, xét cho cùng, tất cả lời cầu nguyện của chúng ta không hướng đến mục đích nào khác ngoài chính bản thân mình. Chúng ta nhớ lại một lời nguyện trong kinh tiền tụng của Thánh lễ Tạ ơn rằng: việc chúng con ca tụng không thêm gì cho Chúa, nhưng sinh ích cho chúng con. Bên cạnh đó, Đức Giêsu cũng dạy các môn đệ vừa cầu nguyện vừa xin Chúa Cha ban cho mình có đủ các nhu cầu vật chất tự nhiên, và người cũng dạy các ông hướng đến việc thiện hảo hơn là sự sống siêu nhiên là Chúa Thánh Thần. Vì chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy và hướng dẫn con người biết phải làm gì, biết phải cầu xin điều gì. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, trở lại với vấn đề đặt ra ban đầu, chúng ta có cần phải cầu nguyện không? Nếu chỉ nhắm đến các nhu cầu vật chất, thì trong thời đại hôm nay, đặc biệt tại các nước phát triển, không nhất thiết phải cầu nguyện vì người ta đã quá đủ đến mức dư thừa. Nếu chỉ nhắm đến các nhu cầu an toàn, thì cũng trong thời đại công nghệ hiện nay, người ta có thể được bảo vệ an toàn một cách kỹ lưỡng đến độ dường như không ai có thể làm hại được họ, chẳng hạn các lãnh đạo các nước lớn trên thế giới. Nhưng cho đến nay, sự sống của con người, dù khả năng khoa học có tân tiến đến mấy, họ vẫn không thể làm chủ được sự sống của mình. Ai cũng vẫn phải chết, chẳng có thứ bảo hiểm nào khiến họ an toàn tuyệt đối. Bên kia cái chết, một thế giới mới mở ra với vô vàn điều bí ẩn
Và đó chính là lý do người ta vẫn phải tiếp tục cầu nguyện. Yếu tố căn bản và quan trọng nhất trong lời cầu nguyện là tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta có khi nào, có bao giờ để dành thời giờ để tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, hay chỉ chăm chăm chú chú cầu xin cho các nhu cầu cá nhân, các nhu cầu riêng tư, vật chất? Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài luôn chăm lo cho chúng ta, miễn là chúng ta biết sống theo các thánh chỉ của Ngài, chân thành tìm kiếm thánh ý Ngài. Chính trong cầu nguyện, con người học biết được Thiên Chúa nhiều hơn cả. Nhờ đó, họ biết được mình là ai và Thiên Chúa là đấng nào. Đó cũng chính là lý do mà Thánh Thomas Aquino đã nói: "Tôi đã học được dưới chân thập giá nhiều hơn trong sách vở." Amen. Con khao khát tìm phút giây trầm lắng chỉ cùng với Chúa và riêng con, không vương vết nhơ bụi trần, xa lìa ưu tư phiền nhiêu chiêu nặng đời con. Con muốn to bày riêng Chúa mà thôi, những điều tâm lòng bao lâu cần giấu. Xin Chúa giúp con mở rộng cõi hồn, phút giây lắng trầm riêng Chúa và con. Con hẹn với Chúa biết bao lần nơi tận cõi tâm tư, nhưng vì toàn tính hơn thua tranh đua cuộc sống, con đành lãng quên. Con mãi lo tìm nguồn êm ấm, an vui phùng hạnh, đành lỡ thân hẹn. Con khao khát tìm phút giây trầm lắng chỉ cùng với Chúa và riêng con, không vương vết nhơ bụi trần, xa lìa ưu tư phiền nhiêu chiêu nặng đời con. Con bày riêng Chúa mà thôi, những điều tâm lòng bao lâu cần giấu. Xin Chúa giúp con mở rộng cõi hồn, phút giây lặng trầm riêng Chúa và con. Con đợi nghe tiếng Chúa nhu thầm đánh động cõi tâm tư, gánh lòng thôi thúng âu lo bon chen cuộc sống, nỡ đành dở dang. Con cố mong tìm về bên Chúa, bởi không kiên trì đành tâm hững hờ. Con khao khát tìm phút giây trầm lắng chỉ cùng với Chúa và riêng con, không vương vết nhơ bụi trần, xa lìa ưu tư phiền nhiêu chiêu nặng đời con. Con muốn to bày riêng Chúa mà thôi, những điều tâm lòng bao lâu cần giấu. Xin Chúa giúp con mở rộng cõi hồn, phút giây lặng trầm riêng Chúa và con. Mong được bên Chúa mỗi khi trầm lắng tận cõi tâm tư, nương nhờ nơi Chúa thương ban cho con lòng trí khiêm hạ phó dâng. Xin Chúa đổ tràn nguồn ân phúng tin yêu trong Ngài tận riêng cõi lòng. Thank you.
Con khao khát tìm phút giây trầm lắng chỉ cùng với Chúa và riêng con, không vương vết nhơ bụi trần, xa lìa ưu tư phiền nhiều chiêu nặng đời con. Con muốn to bày riêng Chúa mà thôi, những điều tâm lòng bao lâu cần giấu. Xin Chúa giúp con mở rộng cõi hồn, phút giây lắng trầm riêng Chúa và con đợi nghe tiếng Chúa nhu thầm đánh động cõi tâm tư, gánh lòng thôi thúng âu lo bon chen cuộc sống, nỡ đành dở dang. Con cố mong tìm về bên Chúa, bởi không kiên trì đành tâm hững hờ. Con khao khát tìm phút giây trầm lắng chỉ cùng với Chúa và riêng con, không vương vết nhơ bụi trần, xa lìa ưu tư phiền nhiều chiêu nặng đời con. Con muốn to bày riêng Chúa mà thôi, những điều tâm lòng bao lâu cần giấu. Xin Chúa giúp con mở rộng cõi hồn, phút giây lắng trầm riêng Chúa và con. Mong được bên Chúa mỗi khi trầm lắng tận cõi tâm tư, nương nhờ nơi Chúa thương ban cho con lòng trí khiêm hạ phó dâng. Xin Chúa đổ tràn nguồn ân phúc tin yêu trong Ngài tận riêng cõi lòng. Mong được bên Chúa mỗi khi trầm lắng tận cõi tâm tư, nương nhờ nơi Chúa thương ban cho con lòng trí khiêm hạ phó dâng. Xin Chúa đổ tràn ân phúc tin yêu trong Ngài tận riêng cõi lòng.